nay là cái học tập của Trình sẽ nói về cái chương 7 của cái cuốn sách Tôi Tự Học. Thì chương 7 này đề cập đến vấn đề là ba yếu tố chính của một nền văn hóa vững vàng, học khoa học thì tạo cho mình có một đầu óc khoa học, là phát huy được cái khiếu ham chứng minh và lý luận, đồng thời cũng phân biệt được rõ ràng thế nào là một chứng minh luận cứ, thế nào là một thực nghiệm. Chứng minh luận cứ là đem một thực nghiệm để chứng minh, để lập luận, còn thực nghiệm là một sự việc và để chỉ ra một sự kiện mà thôi. Như trước đây đã từng nói, một sự kiện không chứng minh gì cả. Chứng minh luận cứ thì có màu sắc chủ quan, trái lại không cố dựa cưỡng đem sự thật để chứng minh gì cả, đó là nhận xét khách quan. Vì thế, óc khoa học có rất nhiều hình thức khác nhau, nhưng tự trung lại, ta nên phân biệt óc toán học và óc thực nghiệm. Người có óc toán học thì ưa lý luận, ưa chứng minh, người có óc thực nghiệm thì trái lại, không tin nơi lý luận mà chỉ dùng thực nghiệm làm nền tảng cho sự hiểu biết của mình. Thật ra, hai phương hướng ấy không phải trái ngược nhau mà còn bồi bổ cho nhau. Các bậc vĩ nhân trong thế giới khoa học như Henry Paul Gay thì thường tự mình vừa làm nhà toán học đại tài, vừa làm nhà vật lý đại tài. Ông không chịu hạn chế mình ở những khu vực khoa học nào cả. Các nhà toán học ấy phải nhận thấy đời là rất phức tạp và những vấn đề nhân sinh thì không thể nào ngoan ngoãn nằm trong những hình thức của những phương trình toán học. Còn những nhà vật lý, những nhà sinh vật học cũng phải biết nhìn lên trên những hình thức. Những hình thức phức tạp của các giống sinh vật, cây cỏ và thú vật để tìm lấy một ý nghĩa chung của sự vật trên đời, tìm mà hiểu biết mà chứng minh. Bởi thế, tinh thần khoa học đời đòi hỏi nơi ta một vấn đề khá cao về toán học và rành rẽ những phương pháp thực nghiệm. Nhưng ở đây, cái phẩm chất quý và lượng, cái lượng cũng như bất kỳ trong các vấn đề liên quan đến văn hóa, sự học vấn của ta nên chú trọng đến bề sâu hơn bề rộng. Hình học sở đẳng thì cũng đủ cho ta thấy những khái niệm như thế nào là luận cứ, luận chứng. Không có gì giúp ta thấy rõ một cách cấu tạo khoa học khăng khít bằng một quyển hình học. Hình học là một cái học giúp cho chúng ta biết cách đứng dừng một chỗ. Thật vậy, mỗi định lý mới đều quy về một định lý cũ, luận chứng. Tức là định rằng cái định lý mới chẳng qua là hình thức mà thôi. Thực ra nó là kết quả dĩ nhiên của những định lý cũ, những công thức mà ai ai cũng phải nhìn nhận, không cần phải chứng giải những thứ chân lý tiên thiên đấy. Thì cho nên mới nói rằng hình học là cái đứng dừng một chỗ. Tuy nhiên, lần lần cái tinh thần mà nhờ sự nghiền ngẫm mà tiến lên, tiến một cách từ từ mà không dè, phải biết chân đứng đã vững vàng rồi. Toán học thì giúp cho những vật lý học phương tiện biểu diễn một cách rạch ròi những quy luật của thiên nhiên. Nhưng ta cũng nên nhớ rằng những lý thuyết suông thì không đủ, mà cần phải thông hiểu những phương pháp thực nghiệm, có được một mớ hiểu biết thực dụng, như có được một vài phương thức sẵn để trở thành một anh thợ chụp ảnh hay sửa chữa máy. Chưa có thể xem đó là đã thông hiểu được những phương pháp thực nghiệm. Một cái học đã thành lập rồi thì thường che lấp, không cho ta thấy những cái học đang thành lập. Những phương thức có sẵn thì thường làm cho ta lãng quên những kinh nghiệm mà người khác đã trải qua hoặc là dò dẫm lâu ngày để lần mò cái chân lý. Vì vậy, tự mình tìm tòi và kinh nghiệm tuy không là bao, nhưng nó giúp cho sự hiểu biết của mình rất linh động, sâu sắc hơn là sự thu nhận một cách thụ động một số kiến thức có sẵn do người khác phát minh, sáng tạo, đã trình bày trong cả sách khoa học. Bởi vậy, thay vì nhồi nhét một mớ học thức sẵn về một phát minh nào đó, thì ta cần phải trình bày trước những dò dẫm vất vả của nhân loại đi tìm kinh nghiệm này sang kinh nghiệm khác, để kinh nghiệm kia để ta đưa đến những kết quả ấy. Có khi chỉ là một sự kiện mới
vừa được phát minh mà tất cả các hệ thống học thuyết đã an bày kia cần phải kiểm soát lại và đánh giá lại. Người ta sẽ thấy rõ được sự cần thiết của các phương pháp thực nghiệm trong khi đi tìm chân lý. Cũng phải chỉ cho học sinh biết rằng lắm khi kết quả của một cuộc tìm tòi khoa học lại đi ngược lại với mục đích ban đầu, nghĩa là thực nghiệm thường chống đối lại với những lý thuyết. Học khoa học thì cần phải tìm, phải biết bằng cách nào đó bởi vì những nguyên nhân nào mà các nhà bác học có thể phát minh ra những sáng tạo ấy, tức là biết được những lề lối làm việc trong công trình, suy tầm chân lý, nghĩa là hiểu được các phương pháp thực nghiệm của các bậc vĩ nhân trong khoa học. Đời sống hàng ngày thì của ta không cung cấp cho đủ những phương tiện để tự mình thực hiện được các phương pháp thực nghiệm, thì ta chỉ còn có một cách là theo dõi những công trình tìm kiếm của những nhà bác học đương thời để ghi lại trong những tập lý thuyết của họ hay trong những tiểu sử do những cộng sự của họ tường thuật lại. Nhà sách Collins cho ta ra những tập sách với nhan đề là trong đó chính nhà bác học đã viết ra những thực nghiệm của họ, những tập lý thuyết Fresnel của ánh sáng và Lavoisier về không khí và về nước, công trình tìm tòi và phát minh của nhà khoa học Bolter và Rien đã miêu tả một cách tỉ mỉ trong quyển tiểu sử của ông. Darwin đã để lại một tài liệu vô cùng quý giá về sự cấu tạo của tư tưởng của ông ta trong quyển sách bản dịch của Bloidier, tủ sách mà được in ra dưới quyền giám đốc của bác sĩ, và có in được nhiều quyển sách khoa học trong đó miêu tả rất rõ ràng về phương pháp thực nghiệm của chính những nhà phát minh khoa học vĩ đại đã viết ra đó. Nhờ những quyển sách ấy mà người ta mới quen và quen thuộc được với những phương pháp thực nghiệm, đó là vai trò của những quyển lịch sử khoa học và lý thuyết học đối với đào tạo óc khoa học của ta vậy. Óc triết học, con người mà biết suy nghĩ, dù có lòng ham muốn, thích theo đuổi cái học như thế nào đi chăng nữa, dù lòng ham muốn hạn định một ngành hoạt động của mình trong một lĩnh vực khoa học nào, thì trong đời cũng không sao có lần tránh khỏi được những chạm vấn đề to tát của nhân sinh liên quan đến số phận của con người. Khi mà ta biết thắc mắc, tự hỏi thế nào là ý nghĩa của cuộc đời, ở đâu ta đến, nơi đâu ta ở, và trên con đường vô định sau này ta sẽ đi về đâu và phải làm sao, sao phải quấy, đâu là những cứu cánh giá trị của khoa học và nghệ thuật, tôn giáo, và đâu là sơ khởi và dừng lại của kiếp người trong khoảng mênh mông vô tận, đó là nơi bắt đầu triết luận. Triết luận tức là tìm hiểu cái ý nghĩa của mọi sự vật trên đời, tức là tìm lấy cái chỗ ý thức và nhất trí của những gì rời rạc trong vô ý thức, tức là biết nhìn lại quá khứ, nhận định được hiện tại và chuẩn bị cho tương lai. Triết luận là tìm lấy một phương và một thái độ trước sự phiền phức của cuộc đời, tìm thấy được hạnh phúc, tránh được khổ đau và những nguyên nhân đã tạo ra những cái khổ đó, đó chính là mục tiêu của những triết lý. Thực ra trong đời sống hàng ngày của ta, mỗi người đều đã hoặc là vô tâm hay hữu ý mà nhìn nhận một thái độ triết lý nào rồi, dù là kẻ không tin đến triết lý và tìm cách để chứng minh rằng là sống không cần đến triết lý, sự chứng minh ấy chứng tỏ rằng họ cũng đã triết lý nhiều rồi đấy. Thì một thứ triết lý dù tầm thường hay nông cạn thế nào cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến cách ăn, cách ở, cách cư xử của người nhận nó, hoặc là giúp cho mình có thêm được nhiều can đảm, nhiều hy vọng mà chịu đựng được mọi đau khổ trên đời. Tôi nhớ đến một nhà văn đã nói, có nhiều người mà tôi là một trong những nhóm người ấy đã tin rằng cái quan trọng nhất và lợi ích nhất cho ta là đứng trước bất kỳ một ai cần phải quan niệm, cần phải biết được quan niệm của họ về vũ trụ như thế nào, đành rằng ông chủ nhà cần phải biết trước được số huê lợi của người mướn nhà, coi họ cũng đủ để điều kiện trả tiền trong những tháng trước của mình hay không. Nhưng quan trọng hơn là phải biết nhân sinh quan của người ấy như thế nào.
Một vị tướng trước khi giao chiến đành rằng phải biết tổng số quân của quân địch, nhưng quan trọng hơn là phải biết được triết lý về nhân sinh của quân địch như thế nào. Bất cứ một thứ học nào thì nếu thiếu chân trời rộng rãi của triết học làm hậu thuẫn, là những cái thứ học thiếu sót và không vững chắc. Triết học là cứu cánh của tất cả những ngành khoa học của chúng ta, mỗi khoa là một con đường, chung quy lại phải biết đổ dồn về một khối, đó là triết học. Chân lý là cái duy nhất bao trùm, khoa học là cái cắt xén nó ra từng những mảnh vụn vặt để nghiên cứu riêng về một khía cạnh nào mà thôi. Mỗi khoa học chỉ nhìn thấy một khía cạnh chứ không sao thấy được một cái thật toàn diện. Sứ mạng của triết học là nhắm vào những thỏa mãn ấp thống quan của con người, tổng hợp lại những gì rời rạc mâu thuẫn trong đời, nhìn về cuộc sống là một cách cao xa rộng rãi hơn, như những người đứng trên vách cao mà nhìn khắp chân trời. Vì vậy nhờ có óc triết học mà người ta thấy được sự liên lạc giữa các sự vật, và bao giờ cũng cái nhìn bao trùm. Khoa học thì thiên về óc phân tích hơn, triết học thì chuyên về óc tổng quan hơn. Tuy vậy óc hệ thống không phải là đáng ngại, óc tổng quan thì thường lại dễ biếu thành óc hệ thống. Vì vậy chân lý chỉ có một mà học thuyết triết học thì lại mọc lên như nấm, khiến cho kẻ nào đam mê triết học, đọc triết học miết cũng phải điên đầu. Tâm lý loài người thì không thể nào nhận được những mâu thuẫn, cái này phủ nhận cái kia thì phủ nhận cái nọ. Vì vậy họ tìm đủ mọi cách để hệ thống hóa tư tưởng của họ. Chung quy lại là vì bản thân loài người là thế, không chấp nhận được những luật mâu thuẫn, và vì thế trong suốt đời của họ triết luận mãi mãi không thôi. Dù sao triết học vẫn phải là cái học căn bản của con người, một cái học làm danh dự cho con người. Phải làm cách nào để tạo ra cho mình một cái học cơ sở tạm vững về triết học? Ở đây nếu có một bậc thầy chỉ dẫn cho thì rất có lợi, nhưng nếu mình là người chỉ biết cậy nơi mình mà thôi, không được cái hạnh phúc ấy cho người giỏi, có những người giỏi người chỉ dạy cho, thì bước đầu tiên là phải nhờ đến những quyển sách triết học đại cương và sách giáo khoa đang được áp dụng trong nhà trường. Nhưng nên nhớ kỹ điều này, nhờ đến những cuốn giáo khoa mà ta có thể vượt qua được khỏi nó, nghĩa là chỉ có những triết học mới có thể truyền cho ta được cái hiểu biết về triết học mà thôi. Vậy đọc sách giáo khoa, trong đó người ta tóm tắt lược thuật lại những tư tưởng của nhà triết học, sau bạn đọc ngay những tác phẩm của nhà đại triết học. Dĩ nhiên là lúc đầu phải có sự giới thiệu của một người sành sỏi triết học, người ta làm quen được với những tư tưởng của các bậc thầy đại triết gia ấy. Bằng cách nào và bằng cách ấy thì ta không phải mất nhiều thời gian vô ích. Bắt đầu các bạn nên khởi bằng tâm lý học, rồi sau đó lý luận triết học, luân lý học, rồi hệ thống mà người ta đã dùng trong các sách lớp triết học. Về sách giáo khoa thì phần đông các nhà giáo khuyên ta đọc những quyển sách do một người viết ra, những quyển sách vắn tắt hơn, gọn lại hơn, để cho ta nhìn thấy các mạch lạc về đại cương trước đã. Theo chúng tôi, quyển BC The Boy Logi của William Manmer bản dịch là dễ đọc và linh động hơn hết. Và gần đây thì Baudin đã cho xuất bản một quyển sách mà thấm thía và gọn gãy hơn. Khởi đầu của triết lý thì cần phải quan tâm đến những cái ý nghĩa chính xác của những danh từ chuyên môn, và người ta phải mua được những bộ sách quyển Vocabulary, và nhất thiết là quyển Vocabulary với sự cộng tác của nhiều hội viên Societe, và quyển Lanlande, và quyển sách rất hay và là rất đúng đắn. Trước khi đọc triết lý thì còn phải biết rõ những định nghĩa trong những từ ngữ triết học. Bằng không chúng ta sẽ không sao tránh khỏi được sự hiểu lầm. Học luận về học về những lý luận thì những bộ sách giáo khoa của Rabier và Lia thì vẫn còn được dùng, tuy là cũ, nhưng các sách mới như Lecun de Logique và vân vân, nên đặt những quyển mà hay nhất nhưng không phải viết cho những hạng độc giả mới bắt đầu về triết học. Về triết học Đông Phương thì cần phải đọc trước hết những bộ lịch sử triết học
có sơ lược về những ý niệm chung, về những luồng tư tưởng rất thiết lập của Tam Nho, Lão, Phật, Nho và ba hệ thống tư tưởng căn bản của triết học Đông Phương, bộ sách Trung Quốc, triết học của Phùng Hữu Lan hoặc là Trung Quốc, triết học Sự Cương Hiếu của Tượng Nghi Kiều hoặc là học của Hồ Thích đều đọc được cả. Bộ triết học của Sự Phùng Hữu Lan xuất bản bằng tiếng Anh đã được dịch ra tiếng Pháp, và tác phẩm của Kesselin với nhan đề là Jonah Philosophy Beer thì cũng đã xin được đặt giới thiệu với các bạn về phần phê bình của ông và các học thuyết phương Đông rất sâu sắc. Đọc triết học không nên đọc một cách một chiều như trước đây tôi đã nói, thì ta nên tìm đọc những quyển lý thuyết tương phản, lại không nên tản mát những tư tưởng của mình trong những học thuyết này, học thuyết kia vô cùng phức tạp. Những trong các học thuyết thì cần phải chọn lọc cái nào là hợp với tâm hồn ta, bây giờ mới lựa chọn cái bạn mà chơi. Ta hãy quyết tâm đi cho thật sâu vào những học thuyết, những nhan đề ấy để tìm thấy con đường tu tâm xử thế cho đúng với nguyện vọng thâm sâu trong lòng mình. Sách mà đọc nhiều quá cũng có hại, vì nó không ảnh hưởng gì đến ta được cả. Người xưa nói, tôi sợ người chỉ đọc một cuốn sách mà thôi. Dưới đây là xin giới thiệu cho các bạn một số quyển sách Tây Phương về triết học và Đông Phương mà tự tác giả đã đọc qua, sách thuộc về triết học Đại Quang, ví dụ Histoire de Philosophie rất sâu sắc, và của Histoire de Philosophie vân vân, và nhiều cuốn sách khác được giới thiệu. Về lão giáo thì sách Pháp gồm có những cuốn sau đây, 1, 2, 3, 4. Đấy, sách Việt thì có Lão Tử của Ngô Tất Tố, định Nguyễn Đức Tịnh, bình luận sai lạc nhiều nhưng có nhiều thiên kiến đáng tiếc, hoặc là Nam Hoa Thượng và Nam Hoa Kinh do những tống dịch. Bản dịch này thì dịch sát văn và không có sát ý và công dụng gì cả, rất khó đọc. Đạo Đức Kinh, bản dịch của Nghiêm Toản, sách có tính cách giáo khoa phổ thông Nho giáo, sách Việt ví dụ như Bộ Nho của Trần Trọng Kim. Sách Pháp, những quyển sách về triết học Đông Phương Ấn Độ xin giới thiệu bạn cái tủ sách này. Và ba học giả uyên thâm bao gồm là Jean Herbert, Roman Roiland, Rainer thì rất uyên thâm và đáng những nhà hướng dẫn cho ta con đường đi tìm ánh sáng của triết học Đông Phương. Triết học là cái học căn bản của những thứ học khác. Triết học chúng ta nhận được nhận chân được sự tương đối của nhiều nền tảng khoa học khác nhau, mà nhiều vấn đề thuộc về nó, thuộc về khoa học và sự hạn định của nó về vấn đề nhân sinh. Nhắc cho ta nhớ rằng có nhiều giá trị khác không kém nữa. Tuy nhiên, học triết học không nghĩa là làm con mọt sách nhớ văn vách những gì người khác đã nói thuộc lòng đầu, những hệ thống tư tưởng, những học thuyết bá gia để cho mà đem lời hẹn người khác. Dù có những kẻ cấp bằng tiến sĩ triết học mà chỉ đọc thì những kẻ giỏi học thuộc lòng tư tưởng của kẻ khác và nhớ lại cái thuật nhớ dai thì lặp đi lặp lại cho kẻ khác nghe mà thôi, chứ không biết suy nghĩ tư tưởng khác mình. Kẻ ấy là để đào tạo cho mình cái khiếu về ham suy nghĩ, biết tư tưởng, biết phán đoán, biết nhìn sự việc bằng con mắt thông quan, biết tìm hiểu các ý nghĩ sâu sắc thầm kín ở bên trong các sự vật. Tôi có nhiều người bạn rất sành về triết học, họ lại là những người có mảnh bằng rất cao. Mỗi khi ngồi hầu chuyện với họ thì tôi hết sức bực mình vì bị gán là kẻ mang đầu kẻ khác mà suy nghĩ. Bất cứ
là mình nói với họ những gì thì bị họ cắt ngang và bảo đó là Hegel hay đó là của Descartes, thật là những người đáng thương hại và những vốn học vấn không tiêu hóa được của họ. Ông Phan Văn Hùng trong bài Những Phật Giáo Triết Học, tôi muốn sao nhưng những vị hòa thượng bên kia ở Trung Kỳ ngày sung sướng được đề lên ở vách chùa bốn câu tuyệt diệu sau đây: kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, năm nay tính lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như, có học có hiểu rồi mà quên đi hết mới là thật diệu. Mới không câu nệ ở nơi sách, mới thoát được cái học thuyết mà điều khiển những vấn đề trong cuộc sống. Những vấn đề thuộc về nó và không bị điều khiển bởi những học thuyết vấn đề đó. Và vấn đề thuộc về nó, chấm vở hay là ở trường luận về một điểm nọ trong học thuyết Spinoza về một vấn đề rất sâu sắc. Để hiểu đặt mình học thuyết thì điều thứ nhất là phải vào trong đó, và điều kiện thứ hai là phải ra khỏi nó. Người có óc triết học thì không phải là người chết trong các chồng sách vở triết học, mà là những người biết thuần hóa cái học của mình. Bác nói chân lý triết học là chả cần gì đến triết học. Đấy. Thứ C là phải biết cảm xúc. Biết cảm xúc là điều kiện cốt yếu để tạo cho mình một cơ sở văn hóa sâu sắc hơn. Thật vậy, ta thường biết bao kẻ học giỏi, biết tư tưởng, biết phán đoán, nhưng dường như cơ sở cái học ấy, vấn ấy vẫn là một mực tầm thường. Là vì tại sao? Là vì họ thiếu ngọn lửa trong lòng. Họ là những người tâm hồn thiếu hăng hái, thiếu hăng say, bởi vì ít thắc mắc và rất dễ dãi với bất kỳ kỳ việc gì. Sở dĩ họ cố công học hỏi ngày đêm là vì phải trải qua những kỳ thi khó khăn. Bởi vậy họ học gạo, học nhớ và đọc những gì trong chương trình thi mà thôi. Những môn nào không bắt buộc phải thi thì họ nhặt lại quên và không miễn cưỡng. Vì bắt buộc và vì bị bắt buộc nên họ xem sự học là một sự phải phận sự phải làm, không gì phải hứng thú cả. Đến khi họ trở thành nhà giáo, họ cũng vẫn dạy cho những cái đã dạy, không phải những bài dạy của họ sai lầm hay vô ý thức, nhưng họ dạy một cách buồn chán, lạnh lùng. Họ chỉ dạy những chương trình trung học hay đại học một cách lạc lẽo và không gây được sự hăng hái, hâm mộ của học sinh, không truyền được cho học sinh được cái thành nghiệp, ham mê học hỏi gì cả. Họ thiếu ngọn lửa thiêng của lòng hăng hái. Người ta đã nhận xét rằng thiếu dục vọng khó mà làm nên đại sự. Kẻ thiếu nghiệp thành thì là những kẻ tầm thường. Học mà không biết sự ham mê thì không bao giờ thành công. Luận ngữ có nói biết mà học không bằng thích mà học, thích mà học không bằng vui say mà học. Làm sao tạo được cho mình một tâm hồn nhạy cảm, biết một tình cảm dồi dào? Phương pháp thứ nhất là sống cho người khác. Sống cho kẻ khác là biết hy sinh cho kẻ khác, lấy hạnh phúc của người làm hạnh phúc của mình, tức là biết cảm và biết yêu. Kẻ không biết yêu ai cả thì không biết thương thân phận của những người khác ngoài cái thân phận của mình, tức là người sống một đời chỉ lo nghĩ cho mình mà thôi. Là người mà tâm hồn cằn cỗi, không thể có được một người văn hóa cao được. Người có văn hóa cao là người có tâm và có trí. Một con hào Pháp đã nói những tư tưởng cao cả đều là do quả tim của mình đề ra mà ra cả. Chính vì lòng yêu nhân loại mà Pasteur đã tìm kiếm những phát minh vô thức, một số phương thức để cứu nhân loại. Nói thế không phải là nói rằng chỉ có lòng yêu nhân loại thì mới xui người ta làm nên những phát minh vĩ đại. Có rất nhiều những nhà bác học đại tài sẽ đi phụng sự tiền bạc và quyền thế hay sao? Không, những con người có văn hóa cao trước hết phải là người xứng đáng danh hiệu của một người. Nghĩa là trước hết là phải có nghĩa là trước hết phải có là người có tài có đức đã. Đấy. Và phương pháp thứ nhì để tạo ra cho mình một mối cảm xúc dồi dào là phải cày đến văn nghệ. Văn nghệ làm gia tăng cảm xúc của ta bằng cách kích động nó
Thi ca, nhạc, kịch, hội họa sẽ gây cho ta những xúc cảm về thẩm mỹ dồi dào. Thường thì người ta gặp cảnh hoạn nạn thương tâm hay đem lòng thương cảm, rồi nhân lấy cái đau khổ của người ta liên cảm cái đau khổ của ta. Nhờ vậy người ta mới thấy mình, biết cảm xúc và ra cái tâm trạng khô khan, tâm hồn không biết rung động. Trên màn bạc hay thân sân khấu thì kịch sĩ đã khéo gây thương cảm và làm lòng ta bồi hồi xúc động đến rơi lệ. Những vở tuồng hay những vở tuồng mà bắt ta thấy lòng nhẹ nhàng vì ta biết cảm động, biết đau khổ, cái đau khổ của kẻ khác. Có điều là những kẻ biết xem kịch mà khóc vãng là mình biết khóc những cảnh thương tâm trong tưởng tượng, chứ không phải là những cảnh thương tâm trong thật. Và vì thế người ta ưa nó là ưa cái cảnh thật ngoài đời. Ta đòi hỏi người nghệ sĩ biết cái tài tạo ra cảm xúc. Nghệ sĩ sở dĩ được là coi được cao quý do tài nghệ xúc cảm của họ được nâng tâm hồn ta lên, tiếp cận với cái chân thiện mỹ. Phải chăng câu thơ hay những bài văn là cái ta xúc cảm, truyện kiều sở dĩ được đa số người yêu thích bởi vì một phần nào đó nó phải chăng là cũng vì cốt truyện của những văn chương thật là lâm ly cảm động. Trong chương trình văn hóa của những tri thức ngày xưa thường có bốn hoạt động là cầm kỳ thi họa để kể ra một cách rất chu đáo. Theo chỗ tôi biết thì người học thức ngày xưa ít thấy có người nào là không biết làm thơ hay không thích làm thơ. Mà thơ thì nghệ thuật bao gồm gần hết nghệ thuật. Giờ Bayer đã nói thơ là gồm cả âm nhạc, hội họa, điêu khắc, phong biển. Và phải chăng nó là nghệ thuật bao gồm đầy đủ. Đầy đủ nhất. Và một câu thơ hay phải bao gồm bốn yếu tố. Phải có cảnh, có tình, có tứ, có nhạc. Nghĩa là nó phải thể hiện được cái tứ cho não, cái tình cho tâm hồn, cái hình ảnh cho con mắt, và một nhạc điệu cho lỗ tai. Như vậy Nguyễn Du có những câu thơ sau đây: buồn trong cửa bể chiều chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồn xa xa, buồn trong ngọn nước mới xa, hoa rơi mang mát biết là về đâu, buồn trong nỗi cỏ giàu giàu cho mây, một mặt đất một màu xanh xanh, buồn trong gió cuốn mặt gần ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Phải chăng đó là những câu thơ chưa hay bởi vì nó gồm đủ bốn yếu tố đã được nói trên với những sức gợi cảm hết sức mãnh liệt. Thơ là sự kêu gọi chứ không phải những câu nói hết được ý mình, những cái mông lung mờ mịt làm cho kích động trí tưởng tượng và làm cho những câu thơ trở nên ly kỳ huyền ảo. Những tiếng đàn hay những là chiêu âm, câu thơ hay là ở chỗ hàm xúc vắng tách và có những hậu ý thâm trầm mang mát. Trong Kỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị có câu: thể tuyền lãnh sắc quyền ngưng tuyệt, ngưng tuyệt bất thông thanh lãng yết, biệt hiểu ưu tình ám hậu sinh, thử thời vô thanh thắng hữu danh. Tạm dịch là danh lạnh ngắt tơ hoành không đức, đức chẳng thông tạm cung tơ, như sầu như mộng như ngơ. Con người đâu phải là sống bằng lý mà phải bằng tình. Một đời sống làm cho ta nghĩ đến cái ăn, cái ngủ, cái làm việc mà lòng mình không bao giờ nghĩ đến những xúc cảm mãnh liệt trong tâm tình thì dễ chán làm sao. Những người tri thức có văn hóa cao mà không thích thơ, mà không biết làm thơ, không biết thế nào là những câu thơ hay, hay chỗ nào làm cho người ta cảm thấy thiếu sót cách đáng tiếc, thì có nhiều kẻ đã vu vơ cho là thơ mộng, là huyền ảo, là lơ lửng trên không. Nhà văn Enos Bezos đã trả lời: người ta thường tin tưởng rằng thơ là giả dối bởi nó biết thể của tất cả những gì nó ngó đến và làm cho người ta lầm. Thơ không phải là giả dối, nó chính là chân lý đấy, nhưng những chân lý mãnh liệt hơn là những chân lý trong đời sống tầm thường. Theo Lamartine, thơ là một sự an ủi của tâm hồn bằng những tiếng khóc, những nức nở quả tim, đó là tiếng kêu rên rỉ của tâm hồn. Bởi thế Anatole Fanci đã nói rằng khoa học không quan tâm đến những gì việc làm vui lòng hay buồn lòng hết cả, vì vậy nó không có lòng nhân. Thơ làm cho ta cảm thấy say mê ngây ngất, an ủi bổ về ta. Nhà bác học Darwin lúc về nhà tan thở thì mất hứng thú về mỹ cảm. Từ mấy năm nay tôi không thể đọc được những câu thơ nào cả, tôi cũng không thể đọc được Shakespeare, mà lại cũng không thể nào ưa thích hội họa nhạc nữa. Thôi, mất được những hứng thú gây
ấy thì mất được một nguồn hạnh phúc có thể nguy hại đến sự thông minh. Trong tình cảm và làm giảm mất được những tâm hồn. Phương thức thứ ba là biết sống một cách cô tịch giữa những cảnh vật thiên nhiên, sống trong xã hội người ta phải nể nhau, vì nể nhau và bắt buộc trong giả dối cả những dàn nghi lễ giả tạo bắt buộc ta phải dẹp bỏ tình cảm hồng quên, tỏ vẻ lạnh lùng và cố giữ những trầm lặng bí ẩn. Chẳng những ta không được quyền bộc lộ bản tính của ta mà cũng bị những phong tục, những tập quán của xã hội làm lệch đi và thay vào đó những cử động, những cảm tưởng mà xã hội thời thượng chấp nhận, dù chỉ là trái với tâm cảm của ta. Cái sống phiền phức nhộn nhịp của đô thị dễ làm cho ta khô héo tình cảm thanh cao của ta. Sống trong cô tịch là dịp hay để cho người ta sống lại những thành thực mới cõi lòng. Trong những lúc ấy thì văn minh trở nên một phiền phức, và có phiền phức nhất có lẽ là những lúc mà ta cảm thấy lòng người ham thích những cái thú sống được trong cảnh thiên nhiên cô tịch nhất, và là vì đời sống cạnh tranh nhộn nhịp khiến lòng ta khao khát sự sống yên tĩnh thành thực và tự do, sống được trong 5 3 ngày trong thôn quê, sống trong làng mạc xa xôi hẻo lánh, đem lại cho tâm hồn mình cái liều thuốc thanh hương và thanh lương và yên tĩnh. Lại nữa, nếu cảnh vật thiên nhiên càng gồ ghề hùng vĩ thì sự tầm bổ về tinh thần càng thêm sâu mạnh. Trước những cảnh vật vô cùng hùng vĩ, con người cảm thấy sự cao vọng của mình đều quá nhỏ bé và không đâu. Những thứ tình cảm thanh cao sâu sắc xâm chiếm lấy tâm hồn và nâng nó lên cao, những vùng cao nhất của tinh thần, khí tượng như chim phượng hoàng trên mây xanh, thì những lợi hại còn con sẽ không làm không còn đọng lại trong tâm nữa. Bernard đã nói anh sẽ tìm được cái gì đó rộng rãi hơn và sâu thẳm hơn. Trong những cảnh rừng hoang vu vắng lặng hơn là những trong sách vở. Vì vậy, ta đã thấy các bậc đạo học cao thâm thường là những kẻ thích sống trong những cảnh núi non cao rừng thẳm, chẳng phải là để tránh đời mà là để hợp với tâm hồn thiên hướng nội của mình. Kẻ nào thích sống một mình bao giờ cũng có những thâm trầm sâu sắc hơn là những kẻ thích sống trong nhộn nhịp tưng bừng bày bạn hội hè. Ảnh hưởng đến thiên nhiên của một tâm hồn thật là rõ rệt. Như ta biết đến và bàn đến những ảnh hưởng của địa lý đối với những tâm tính của con người, người xưa thường tin vào địa lý một phần nào đúng với tâm lý đã nói hồng lĩnh sơn cao sông ngư hải khoát nhược mổ minh thời hoang châu nguyễn thiếp văn hào an phê mau roi cũng đã nói những người làm việc nhiều nên thỉnh thoảng sống trong một đời sống ẩn dật, họ tìm về nhà quê bên sườn núi hay những bãi bể vắng vẻ để xa hẳn với mọi liên lạc, từ chối cả sự luyến ái trong tâm tình của bè. Một khung cảnh rộng rãi bát ngát như thế thì mới thích hợp được tâm hồn của họ. Ở giữa sự nhộn nhịp tưng bừng của các đô thị lớn, một tuồng hát, một bài báo hay một câu chuyện ngồi lê đôi mắt sẽ thành ra là điều quan trọng lớn át cả công việc của ta, cả những tình cảm đứng đắn của ta. Hay dưới những cảnh trời mênh mông bát ngát, những chuyện vụn vặt ấy sẽ chìm dần mất hẳn vào trong bóng tối, trong sự im lặng của ban đêm và sự im lặng của tâm hồn. Trên những khoảng bao la mang mát thì mọi sự phù phiếm vô vị đều bị gạt bỏ, và ta có thể xây dựng được một công trình lâu dài, sự tĩnh mịch không bao giờ làm con người hết yêu thương con người đâu. Qua cái phần chương thứ 8, một vài nguyên tắc làm việc thì sẽ được tìm hiểu ở phần sau.